Hello, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thì những cây cột điện ở Việt Nam lại bắt đầu đi ra nước ngoài. Cái đợt Covid-19 thì mình nhớ cái lúc đó Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ông cũng có nói câu đó. Cây cục điện ở nước ngoài mà nó muốn về Việt Nam, nó có đường nó về thì nó cũng ráng nó về. Lúc đó cũng xôn xao, các bạn cũng có nhiều người ta cũng ngộ nhận giống như vậy lắm á. Hồi lúc đó mình cũng có một cái mình hỏi bà xã, mình hỏi tình hình như cái lời của chủ tịch nước mà nói như vậy đó thì có về không. Tại lúc đó thì nhiều khi mình cũng thấy mình phân vân các bạn, mình thấy ồ Việt Nam bây giờ ngon lắm rồi. Nhưng mà bà xã mình cũng làm cho mình một tăng chửi mình tăng video đó mình không có đợi, không có để lên. Lúc đó tình hình nó cũng nhạy cảm quá các bạn. Thì bây giờ chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là không có còn làm nữa, về giường ở ẩn rồi. Và bây giờ thì mình thấy cái trào lưu người Việt mình bắt đầu ồ ạt cũng đi xuất khẩu lao động, đi nước ngoài trở lại du học du đồ cũng đông. Thì điều đó nó chứng tỏ rằng là trong một cái chốc lát nào đó, ngay cả lãnh đạo Việt Nam mình họ hình như là họ cũng không có biết được cái chuyện phúc lợi an sinh đời sống xã hội ở bên nước ngoài, đặc biệt những cái quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Úc, Canada hay là khối châu Âu các bạn. Có thể là họ mặc nhiên, tức là trong một cái lúc nào đó, lúc đó ở Mỹ nó toan đúng không? Ở Mỹ là cái chuyện mà dịch rồi bắt đầu nó tùm lum, truyền thông ồ ạt búa xua lộn cào cào hết, ai cũng hốt hoảng. Thì trong lúc đó là Việt Nam tạm thời khống chế được dịch, là bắt đầu nói lên một cái câu nói nó làm cho mấy người ở nước ngoài người ta cũng thấy, người ta cũng chốn váng luôn. Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại các bạn, mình lúc đó mình chưa bị Covid ha, lúc đó ở Úc cũng chưa, mới nôm nớm dài ba ca vậy là ít, tại vì Úc nó có sâu. Và trong thời điểm lockdown giống như là nước Úc họ cũng đang canh chừng coi thử cái cách xử lý của Mỹ thì sao, tại vì mình thấy cái khối của họ giải quyết nó gần giống nhau vậy đó. Cái chuyện lockdown thì ở bên này cơ bản là cái cuộc sống ở đây nhà ai nấy ở rồi, nhà rộng thoáng to, phòng ai nấy ở. Đó là những người mà bị cái kiểu xe phòng xe đồ họ hơi hôn mang. Chứ còn thiệt sự á, những người như mình này nè, mình ở như thế này á, thì mình có nhà có cửa, mình có ở nhà riêng, nhà đồ ở bên này nhà nó biệt lập, nó không có chung chạy như những cái chung cư, những cái phạt mình cũng đâu có lo lắng nhiều đâu. Người Việt á, thì hầu như là qua bên đây ai cũng có cái họ sống một thời gian ấy, bắt đầu họ tranh thủ họ mua nhà, có nhà ở riêng hết. Thì sau đó thì mình cũng nghiệm ra là mình nói à, thì ra là những người mà họ sợ hãi, họ muốn quay về Việt Nam gấp á. Và sau đó là nó là sự thật các bạn, là chỉ có những người đi xuất khẩu lao động, những người sống đang bất hợp pháp ở bên này, những người chưa phải là thường trú nhân, chưa phải là công dân của quốc gia mà họ đang ở, thì họ vội vã họ về. Tại vì họ không có một, lúc đó là nó bắt đầu nó mới quá mà, họ nghĩ là không có ai một cái trợ giúp gì hết, bản thân của họ họ hoang mang cho nên họ tranh thủ họ về. Còn ở những quốc gia như là chẳng hạn như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indo, những cái khối châu Phi, châu đồ các bạn, thì họ túa về, những người đi xuất khẩu lao động đó. Trời ơi, các bạn nhớ không cái vụ mà chiến tranh Libya đó đúng không, Syria, Libya đồ đó, mà họ cũng bất ngờ đó. Họ cũng đưa người Việt Nam mình về mười mấy ngàn người, nghe hết hồn luôn. Bây giờ là còn kinh khủng hơn nữa đó. Khắp nơi trên thế giới các bạn, đó là cái khu vực ở châu Phi. Chứ còn ở như châu Âu rồi Nhật Bản, rồi Nhật Bản là cái tỷ lệ người xuất khẩu lao động Việt Nam là đông nhất đó, mấy trăm ngàn chứ không giỡn đâu. Thì mình thấy vậy thì chứng tỏ là lúc đó là mình thấy là ủa sao mà ổng là chủ tịch nước mà lãnh đạo mà sao ổng nói vậy.
đó, ông nói giống như là ông khịa đó, ông khịa kiều bào ở nước ngoài, mấy người mà hay chống cộng, chống gì, chống chính quyền á, nhưng mà họ không có, giống như là mình cũng mình nghĩ vậy nè, ủa sao mà họ không có nghĩ thấu đáo ra là cái chất lượng an sinh, cái cuộc sống của các nước phương Tây phát triển đó, nó bảo đảm ngay cái thời từ cái lúc mà người ta không có bị dịch bệnh, ngay cái đời sống thường á, một người bình thường các bạn không có việc làm, họ kém may mắn, ví dụ như không mất việc làm nữa, họ cũng có được trợ cấp của chính phủ đủ ăn đủ sống mà. Về Việt Nam làm gì chi, rồi cái người mà đã đi làm có tiền thì bây giờ họ dư dả thì dịch thì họ ở nhà, mà dịch ra thì chính phủ trợ cấp 5.000, 3.000, 6, 7.000 vậy đó. Ở Mỹ đó các bạn thấy có nhiều người chia sẻ cho tiền vô bang 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 tiền vô ngợp luôn, thì họ vừa làm gì các bạn. Rồi ở bên này là y tế nó cũng vẫn tốt hơn ở bên Việt Nam. Rồi cái cách mà lockdown gọi là nhà ai ở nhà nấy, sửa đồ có đầy đủ rồi, cả tủ cả ấy, rồi cứ có chuyện gì thì mình rồi gọi xe cứu thương nó tới các bạn. Ở Việt Nam cũng ví dụ đi, ở Việt Nam mà gọi có khi mà thở không nổi thì cũng họ cũng đưa cấp cứu cứu thôi, mà cứu không nổi thì chết thôi, thì bên này cũng vậy thôi. Tại sao phải về Việt Nam thì mình cũng đặt câu hỏi mấy lần, mình thấy thì sau đó thì mình cũng bị Covid cho mà đó, rồi mình cũng cỡ cái quá trình mà bị Covid đó, khi con mình nó bị Covid cái với bắt đầu cái nhà trường báo con mày nó có tiếp xúc với một người bị dương tính với mày phải ở nhà đó, tất cả những người ở trong nhà phải ở nhà, cái mình gọi lên trên hãng mà nó báo cáo là con bị Covid thì ở nhà 2 tuần, thì hãng ok, rồi mình gọi lên trên bộ hệ thống y tế của Úc, là mình gọi lên thì bây giờ báo cáo là giờ đang tiếp xúc với người có nghi cơ là bị Covid ở nhà, cái 2 ngày sau con của mình bị dương tính cái mình cũng báo lên, rồi bắt đầu nó nói đúng không, rồi xác nhận thông tin đầy đủ xong beng, vừa mình nói các bạn, mình nói hồi đó mình cũng nói luôn á, nhiều khi mình bất ngờ lắm á, mình vừa cúp điện thoại mình cho số tài khoản ngân hàng, tại vì theo luật lệ của họ là mình mà cách ly, mình ở nhà mình tự cách ly 2 tuần á, họ cho tiền 1.500, làm cái beng trong vợ mở băng cái beng của mình mở ra thấy 1.500 liền, nó hết hồn luôn. Rồi cuối cùng mà các bạn biết không, lấy mấy ngàn ngàn rưỡi đó mình gửi gì cho Việt Nam, cho gia đình của mình trong lúc ở Việt Nam, chứ mình có ăn cái gì đâu. Rồi bên này tiền lương hay tiền tiền holiday tiền bệnh rồi của mình cũng hãng cũng trả đó, mình đâu có chết có chóc gì đâu. Rồi cứ ở nhà cái mình cũng hay chia sẻ với cả nhà, đi vô đi ra đồng ý nó buồn ở trong nhà không không đi ra, tại vì bên này luật chính phủ họ báo như vậy, nhưng mà nhà rộng giường rộng vậy cứ đi vô cái quanh quẩn sàng sàng, một ngày cũng được đi chợ đi đồ 2 lần, đi không quá 2 cây số hay 5 cây số gì đó, đi ngồi trong xe thì thôi, đi siêu thị thì cũng cách ly tới bao nhiêu đó mình đi tới, hoặc là mình order trên online người ta đem hàng tới nhà, hoặc là mình trên y tế họ gửi xuống những cái chai sát trùng hay là những cái thuốc uống Panadol rồi cầm cầm cự nếu mà mình có sự cố, rồi cầm cái điện thoại để sẵn để chờ thời mà khi mà ngáp ngáp mà thở không được thì gọi cứu thương vậy thôi. Chứ không có gì hết á, thì khi mà mình thấy cái sự mà quản lý của xã hội nó xây dựng ra một cái đời như thế này nè, thì mình không hiểu tại sao mà mấy ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lúc đó ông mới nói cái câu đó, thì chứng tỏ là mấy ông không có đi ra nước ngoài ông sống, hay là ông không có nắm bắt được cái cuộc sống ở nước ngoài. Nếu mà có thiên tai, nếu mà có dịch bệnh, nếu mà có dịch bệnh thì người dân hay là người chính phủ họ sẽ xử lý như thế nào. Ở bên này chỉ có loạn cái là gì, họ biểu tình thôi, họ biểu tình là những người họ tự do quá, họ biểu tình họ chống đối lại những cái lệnh đó đưa ra, họ biểu tình nhau nhau vậy thôi, nhưng mà cuối cùng thì người ta cũng dàn xếp lại hết. Còn ở Việt Nam các bạn có một chút xíu là bắt đầu nó náo loạn lên đúng không, thấy khổ đau tùm lum tả lả hết, chạy trọt quản lý không xuể luôn. Chứng tỏ là rõ ràng là hệ thống quản lý của Việt Nam nó kém xa với được người ta rất là xa rồi. Không phải mình nói thì không phải là người dân ý thức đâu các bạn, không phải người dân người ta gọi là văn minh văn đồ đâu, nhưng mà một cái hệ thống họ xây dựng một cái hệ thống xã hội nó chuẩn rồi, chuẩn từ rất lâu rồi, hoặc là họ đi bắt đầu đi thêm chứ nó không có lập bập đó. Rồi ai ai là người phải về Việt Nam các bạn, đâu có ai đâu, mình nói thiệt.
Còn những người mà có thường trú nhân ở bên này người ta sống, những người có quốc tịch ở bên này người ta sống, ai đâu về Việt Nam. Chỉ có mấy người mà họ bất hợp pháp, họ đi du lịch ta ở lại rồi người đi xuất khẩu lao động họ hoang mang mất hồn chạy về rồi mới bị vô cái cảnh chuyến bay giải cứu thôi, chứ còn ai đâu mà về. Như bản thân gia đình của mình thì có ai về đâu. Giờ cũng mình cũng thấy có nhiều người á, họ cũng chia sẻ, họ nói là chính từ mà cái chuyện mà Covid-19, sau Covid-19 tại sao họ phải chọn ở lại nước Úc. Ở lại vĩnh viễn nước Úc. Thường thường có mấy du học sinh ở qua bên này nè, nó cũng chia sẻ luôn, nó nói ban đầu nó nói không có ý định về Việt Nam, ý định ở lại đâu, nó muốn về Việt Nam lại. Nhưng mà sau dịch Covid-19 nó nhìn thấy những cái mặt tích cực của cái quốc gia đây, nhìn thấy một cái sự quản lý mà nó cảm thấy nó an toàn đó. Ok, nó quyết định nó ở lại luôn. Nó phải có những cái điểm mạnh đó. Hồi đó cũng tranh cãi tranh đồ tùm lum, bây giờ sao, lúc đó có nghĩa là nghèo á các bạn. Chứng tỏ là lúc đó là ông nói là Việt Nam bây giờ giàu, thứ nhất là giàu có rồi, cái người ở nước ngoài ở hải ngoại họ muốn về Việt Nam lắm. Nếu ai có cơ hội là người ta về, đúng không? Thì được có mấy người đó, mấy đâu về người ta đầu tư, người ta làm ăn, bây giờ có của rồi, thì cái đó là nếu có cơ hội khuyến khích người Việt ở hải ngoại người ta về. Nhưng mà bây giờ thì đó, bây giờ cũng cho thấy rồi, sau dịch sau đồ thì tùm lum. Bây giờ đó học sinh nó học xong tốt nghiệp 12 vô đại học, nó không thèm học, nó đi xuất khẩu lao động luôn, nó bỏ đại học vừa rồi báo chí cũng lên quá trời luôn mà. Bởi vậy các bạn đã cho thấy là cái sự thua sút của Việt Nam mình so với cái thế giới, mà đặc biệt như là chẳng hạn như Mỹ rồi cái khối châu Âu rồi đó, mấy cái quốc gia lớn mạnh đây người ta nó chuẩn bị kỹ hết rồi, quốc gia nào cũng chuẩn bị hết á. Ví dụ như từ thiên tai nè, các bạn cũng phải hiểu, từ thiên tai cho tới dịch bệnh, đại dịch bệnh đó, nó ảnh hưởng tới mạng sống con người thì chính phủ đó hoàn toàn không lấy tiền các bạn, tuyệt đối không lấy tiền, tại trong lúc đó là nguy nan rồi. Thứ nhất là thiên tai, các bạn thấy ở thiên tai ở Nhật Bản không, sóng thần không kép, người dân người ta văn minh đứng xếp hàng không động không đậy, không có cướp có bóc gì luôn á đó. Người ta thấy còn hơn Mỹ luôn, Mỹ có cây bão gì Katrina gì á mà mấy ông da đen như đồ mà cướp luôn, còn Nhật Bản người ta sóng thần mà mất nhà mất cửa, hàng ngàn người chết người ta vẫn khóc đứng xếp hàng. Mình thấy mình phục luôn, tinh thần nó phục luôn, chứng tỏ là con người người ta văn minh quá rồi, nó ý thức cao luôn. Còn không biết là như ở Úc đây không biết làm sao, những cái chuyện thiên tai đó không biết làm sao nữa, tại vì đa văn hóa, đa sắc tộc, đa dân tộc á, nó không biết làm sao, nhiều khi nó cũng không bằng Nhật các bạn. Nhưng mà nó cũng có văn minh, nó cũng có cái tiến bộ của nó, tại vì trước khi họ họ hòa tan lại tất cả các quốc gia các sắc tộc với nhau thì họ cũng sẽ xây dựng, trước chắc chắn là nó phải có đụng độ các bạn, sự cố. Một quốc gia mà đa đa sắc tộc nó phải đụng độ sự cố, thì nhưng mà chính quyền bắt đầu người ta phải gom góp lại cái sự cố đó, bắt đầu họ tìm ra một cái giải pháp chung cho cái cuộc sống của đa sắc tộc. Thì chứng tỏ rằng là những cái quốc gia đây như Mỹ hay là Canada hay Úc hay là cái khối châu Âu rồi đó, họ có đa sắc tộc đó các bạn, thì họ là giống như là một cái cõi mà một cái trái đất mà nó hòa chung luôn, đúng không? Nhiều người trên thế giới, nhiều sắc dân khác khác nhau, nhiều cái thủ tục cổ hủ mà giống như là dân tộc tính của họ đó, giống như là Trung Quốc, Ấn Độ hay là Trung Đông hay là thậm chí có người Việt Nam là mình cũng nữa. Nhưng mà tại sao người ta hòa chung được, người ta chọn dẫn sống, tại vì nó chính phủ họ người ta tìm ra một cái lý chung, một cái hợp lệ chung cho cái kiểu mà đa đa sắc tộc.
Còn Việt Nam mình nhiều nhiều khi mà một cái một dân tộc không á, thì nhiều khi mình ỷ lại, mình chủ quan. Người ta gọi là cái kiểu giống như gọi Trung Quốc là gọi là dân tộc tính đó các bạn. Nó không hòa nhập đi nước ngoài. Nhiều khi nó biết nó không à. Cỡ nào nó cũng cãi, cỡ nào nó cũng bướng, cỡ nào nó cũng biết nó đi làm, cái này cắm đầu đi làm ghê gớm, nào ăn uống cũng nó, mình nó thô lỗ, nó không có hòa với người ta. Rồi đó, đó thì các bạn thấy trong một cái thời gian như vậy đó, các bạn cứ nghiệm lại đi, rồi cuộc sống càng ngày các bạn càng lớn, nhu cầu cơm áo gạo tiền, mưu cầu cuộc sống, mưu cầu hạnh phúc của các bạn. Ngày nay Việt Nam đã mở cửa rồi đó, mở toang luôn rồi đó, tức là hòa nhập với người ta rồi đó. Vấn đề là mình có hòa nhập với người ta hay không là đó là chuyện của mình các bạn. Trước kia thì còn đóng cửa đúng không? Đóng cửa thì những cái ràng buộc, những cái bắt bớ, những cái này cái kia nó đủ thứ. Còn bây giờ là cho mở rồi đó, cho mở rồi các bạn phải nhìn ra mình phải sống như sao mà hòa với thế giới. Như trái đất này là của chúng mình, không có của chúng nào hết. Mình được phép mình đi giống như là các bạn ở quê lên thành phố các bạn sống vậy đó. Thấy không? Cũng bỏ cái chôn nhau cắt rốn bỏ rồi đó. Lên thành phố sống thì bây giờ các bạn đi xa xíu nữa, đi nước ngoài. Đi nước ngoài thì nói khác ngôn ngữ thì các bạn phải hòa với người ta sống, người ta chan hòa thì mình cũng chan hòa với người ta sống. Còn cái quê hương thì mình cứ giữ cái quê hương đó, ai đâu giành với mình đâu. Nhưng mà các bạn mình cũng phải biết mình đang ở vị trí nào. Việt Nam của mình cũng vậy, đang ở vị trí nào. Hồi đó mà có một chút xíu cái ông nói vậy mà người ta cũng dậy sóng luôn á. Người ta thấy cũng cũng bơ cũng cũng nản luôn các bạn. Mình không hiểu sao nữa, mình không hiểu sao, không biết là họ mấy ông lãnh đạo ông không biết ở nước ngoài nó có một cái đời sống an sinh xã hội rồi họ quản lý nó chuẩn hay như nó đơn giản các bạn. Những người mà họ mới qua 1-2 năm mà khi trong những cái chuyện đại dịch hay là họ biết được cái vấn đề là an sinh xã hội phúc lợi ở bên này một chút xíu là họ thì tự hiểu luôn. Ở bên này ai dạy mình đâu, ở bên này người ta không có dạy, người ta không có nhồi vô mình phải như cái này cái kia, không có ngày nào mà người ta không có tiêm nhiễm vô đầu mình cái này cái kia, không không nói đâu. Thiệt ra nhiều mình bản thân mình cũng vậy, hay là nhiều người Việt qua đây ai học hành gì đâu, mình sống trong cái môi trường đây rồi mình tự cảm nhận, mình tự hiểu ra, mình ngộ nhận ra à cái cuộc sống nó là như vậy thôi, rồi mình thấy mình có cái chính kiến đó mình nói ra. Chứ ai đâu mà dạy mình, có tới trường tới đồ mà có thằng nào nó tuyên truyền viên nó mang loa mang giấy thư nó gửi về nhà mình đâu. Đó qua đây mình mày muốn hiểu không hiểu thôi à. Mày đừng có vi phạm pháp luật, mày chịu khó mày làm mày ăn là mày được sống rồi. Người ta chỉ cần một người làm ăn rồi là một người công dân đàng hoàng với nó rồi, đừng có phạm tội phạm pháp rồi đừng có làm bậy làm bạ là một là nó mừng rồi. Có một con người bình thường, người 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 dở cũng làm người bình thường, còn cán bộ hay là làm quan chức cho nhà nước thì người ta làm đúng cái trách nhiệm của người ta là được rồi, đất nước của người ta nó bình yên rồi, nó đâu có cần phải nói sai sự thật hay là phải tung hô nó đâu, đâu có ai cần đâu. Người bên này người ta đâu Tây nó đâu có cần mình phải tung hô thần tượng thần thánh một cái người nào đó, đâu có lãnh tụ lãnh đạo gì đâu các bạn, đâu có giáo chủ giáo đó. Họ không có. Bởi vậy cho nên cái suy nghĩ của những người ở bên này người ta sống người ta cảm thấy thoáng hơn, nó không gò bó, nó không có định kiến các bạn. Nó giống như là mình bị mê tín vậy đó, mình sống trong cái môi trường bị mê tín mà bây giờ mình thấy rõ chân tướng của những cái sự giả dối của những cái chuyện mà nó lèo lái mình vậy đó. Giống như ban đạo giáo mà nó đi mơ muội mình vậy đó. Ok, trò chuyện với các bạn chút xíu. Bye cả nhà.